Cô gái nhà người ta phát hiện Cường là kẻ sở khanh uyên hủy hôn với Cường đúng ngày ăn hỏi. Quý vị khán thính giả thân mến, sau khi clip nóng của Khoa với Đào được phát tán đã trở thành chủ đề để cả làng xôn xao bàn tán, nhất là đồng nghiệp của Uyên ở trường. Sau khi chứng kiến Cường cầu hôn Uyên tại cổng trường, rồi Khoa đã đến giải cứu Uyên. Tưởng Khoa và Uyên là một đôi, giờ thấy cảnh nóng của Khoa với Đào ai cũng khuyên Uyên nên tránh xa kẻ sở khanh là Khoa hôm trước che chắn cho cô chị, hôm sau lại lên giường với cô em. Uyên sốc, về nhà cô đã khóc nấc, đau khổ tuyệt vọng, mặc cho Khoa giải thích, Uyên cũng không tin. Vốn là người trọng danh dự, Uyên cảm thấy mình bị tổn thương ghê gớm. Cô không chấp nhận việc mình yêu một kẻ lắm điều tiếng như Khoa. Cô sợ dân làng và đồng nghiệp bạn bè bàn tán lời ra tiếng vào cô không chịu nổi. Cô không tìm hiểu nguyên nhân mà nằm khóc trong nhà, ai gọi cửa cô cũng không mở. Tình yêu của Uyên với Khoa vừa chớm nở, cả hai tình trong như đã mặt ngoài con e, vẫn chưa có được một nụ hôn chưa thốt ra lời yêu, chưa một cái nắm tay, nhưng cả hai như đã hiểu ý đối phương, vậy mà chưa bắt đầu đã vội vàng kết thúc nhanh chóng. Âm mưu của Cường và Đào đã đạt được, Cường muốn có Uyên, còn Đào lại muốn có Khoa. Cường và Đào hả hê mãn nguyện lắm, nên Cường tranh thủ thời cơ, đến bên Uyên chăm sóc, quan tâm, không vồ vập, vội vã, luôn tạo sự an toàn thoải mái cho uyên để uyên tin tưởng mà đặt lòng tin vào mình với sự quan tâm của cường lại cảm thấy căm tức vì khoa là một kẻ sở khanh bố uyên ông bá thì lại thúc giục con gái đã đến tuổi lấy chồng năm nay là năm đẹp mà người quan tâm yêu thương cô lại là cường thấy cường thật lòng với mình cường cũng quan tâm tới gia đình mình dù không yêu cường nhưng uyên không thể quên đi nỗi đau mà khoa để lại cho mình lại càng không muốn để dân làng biết mình có gì với khoa Uyên đã chấp nhận lời cầu hôn của Cường. Vậy là lễ ăn hỏi đã nhanh chóng diễn ra, thật đúng như lời thầy bói đầu đã phán khi ông bà đến xin quẻ về tình duyên của con gái rằng năm nay nhà ông có đại hỷ. Uyên dù chấp nhận lấy Cường nhưng trong lòng cô thì vẫn còn hình bóng của Qua. Trước buổi lễ ăn hỏi, ông bá không thông báo cho Đào, vì ông không muốn Đào có mặt trong ngày lễ trọng đại này làm mất mặt ông nhưng với uyên nhà chỉ có hai chị em trong ngày trọng đại uyên vẫn muốn chị em được ở bên nhau đào dù như thế nào vẫn là em gái mình tối đó cô sang nhà đào để bảo đào mai về dự lễ ăn hỏi đến sân uyên thấy xe máy cường ở đó cửa hé mở nhưng không thấy hai người ở đâu nhìn thấy xe máy cường uyên toan về thì nghe có tiếng nói chuyện trong nhà câu chuyện có nhắc tới khoa nên uyên tò mò muốn biết hai người đang nói gì về khoa có liên quan gì đến khoa cô tiến đến cửa phòng nghe rõ câu chuyện của cường và đào Đào vẫn vòi vĩnh cường rằng Đào đã giúp cường đạt được mục đích hại Khoa để Khoa và Uyên không đến được với nhau. Đào còn nói Uyên là cô giáo có ăn có học nhưng lại ngu dốt dễ bị lừa. Đào rất ghét Uyên, dù là chị em máu mù nhưng tất cả những gì tốt đẹp Uyên lấy hết của Đào. Đào phải tự lo cho mình, lo cho bản thân mình vì bố cô chỉ quan tâm đến Uyên mà không quan tâm gì tới cô cả. Vậy nên Đào luôn muốn phá Uyên, nhưng nếu Cường không trả công xứng đáng cho Đào thì Đào sẽ nói rõ toàn bộ cho Uyên biết không những phải đưa thêm tiền cho đào vì vụ này mà đào còn trách móc cường rằng bấy lâu nay đào luôn muốn có cường muốn làm mọi việc cho cường quan tâm cường nhưng từ mai cường làm chồng người ta rồi lại là anh rể mình thì cả hai sẽ không thể gặp nhau được nữa nên đào muốn cường ở lại với mình đêm nay cường không làm khác được vốn dĩ cường cũng quen quay lại với đào nên đề nghị này của đào cũng không mấy khó khăn đối với cường cường và đào đã lao vào nhau trước mắt uyên khiến uyên cảm thấy kinh tởm hãi hùng Hôm sau, cỗ bàn linh đình, ông bá vui mừng hớn hở đón khách ra vào. Trong lòng ông bá vui sướng lắm vì mở mày mở mặt khi được làm thông gia với ông Tài. Một người giàu có nhất vùng, một đại gia, một doanh nhân. Đúng là, với ông bá, đó là một đại hỷ. Còn Uyên, thì cô đang đợi Cường đến để vạch mặt. Qua đêm với đảo quá sức, Cường ngủ quên, dậy muộn, anh hớt hải chạy đến lễ ăn hỏi. Trong khi tất cả mọi người đang trông ngóng chú rể, thấy Cường đến, mọi người thở phào nhẹ nhõm. Cường dối xít xin lỗi nhà gái, Thế nhưng Uyên không lấy làm vui mừng, Uyên đã tiến ra trước mặt họ hàng dân làng tới dự. Uyên chỉ thẳng tay mặt Cường nói, Cường là kẻ sở khanh khốn nạn. Uyên không thể chung sống với một người như Cường, vì bố và mọi người luôn tin bố con ông Tài là người tốt. Không ai tin lời người khác nói về bố con ông Tài, nhưng hôm nay Uyên phải nói, Cường không phải là người tốt, là một kẻ sở khanh, trong khi Cường vẫn chưa biết Uyên nhìn thấy hết sự việc tối hôm trước, nghe thấy hết câu chuyện cuộc đào với Cường. Cường đã bực tức trách Uyên sao lại đổ oan cho mình, thì Uyên cay đắng gần giọng, anh nhớ lại xem đêm hôm qua anh ở đâu làm gì với ai, rồi Uyên kể lại tất cả những gì mắt thấy tai nghe cho mọi người biết. Cường tái mặt không dám ngẩng mặt lên nhìn Uyên nữa, Đào đứng từ xa chứng kiến cảnh này nhếch mép cười mỉa mai chua chát. Quan khách xôn xao, Uyên tuyên bố hủy đám hỏi, ông bá run lẩy bẩy, Cường van xin tha thiết, Uyên sau đó đã chạy ra khỏi nhà. Còn Khoa đứng bên hàng rào như người mất hồn trong ngày trọng đại của Uyên anh đau khổ vì nỗi oan chồng chất nhưng đau khổ hơn có lẽ là phải chứng kiến cảnh cường sát tay uyên về chung một nhà trong nỗi tuyệt vọng khoa vô cùng sững sờ khi chứng kiến cảnh uyên vùng lên phản đối hôn nhân ép buộc khi uyên bỏ chạy ra khỏi nhà chỉ có ông bá gọi với theo tất cả mọi người xôn xao không biết uyên đã đi đâu khoa cũng vội chạy đi tìm uyên còn cường thì hậm hực bỏ về ông tài mất mặt trước dân làng gọi cường vào hỏi cho ra lẽ cường thú nhận tất cả và ngay sau đó bị cấm qua lại với đào còn Đào sau khi tung clip hại Khoa, cô đã thực hiện được mục đích của Cường. Tuy nhiên Đào vốn có tình cảm với Khoa từ lâu, thấy Khoa bị oan Đào cũng thấy tội cho Khoa, lại thấy từ sau vụ đó Uyên cũng tránh Khoa giận dỗi, còn Khoa giải thích mãi Uyên không tin, Khoa cũng im lặng không biết nói gì. Biết Khoa là người tốt lại chân tình không giống như bao kẻ khác, đến với mình chỉ vì ham mê thể xác, Đào lại càng muốn có Khoa, Đào tìm mọi cách để được gặp gỡ gần Khoa nhiều hơn, cũng vì thế Đào biết được Khoa luôn ấm ức bố con ông Tài. Mặt khác, làm việc với Cường bao lâu nay, Đào cũng hiểu rõ tính cách bố con ông Tài, cũng biết rõ cách làm ăn bẩn thiểu của bố con ông ta. Đào rất yêu Khoa, biết rằng đây là một người đàn ông tốt, cô không muốn mất anh nên đã mong muốn quay đầu, sống tử tế và giúp Khoa vạch mặt bố con ông Tài, mong rằng với những việc làm này Khoa sẽ cảm động và dành tình cảm cho mình. Với Đào, cô dễ dàng có được chứng cớ mà không bị nghi ngờ hơn nữa. Đào cũng lanh lợi, cô giỏi nịnh, giỏi lươn lẹo nên bố con ông Tài không bao giờ cảnh giác với đào thứ duy nhất cô cần là tiền mà bố con ông tài thì chả có gì ngoài tiền bẫy mà đào răng ra sẽ nhanh chóng chụp được bố con ông tài nếu chỉ dựa vào đầu óc của khoa và uyên thì sẽ không bao giờ làm gì được ông tài chỉ có người nằm trong lòng địch mới có thể cung cấp đầy đủ thông tin chính xác nhất như vậy là đào đã quyết tâm trở thành người tốt vì tình yêu của cô đối với khoa thế mới thấy sức mạnh của tình yêu khiến con người ta thay đổi khiến con người ta làm những việc không thể ngờ đào là một cô gái lẳng lơ chung trạ với nhiều đàn ông, nhưng cô cũng có trái tim biết yêu thương rung động một cách chân thành nhất. Người mà đào dành tình cảm cho không ai khác lại chính là Khoa. Tưởng rằng đạt được mục đích tách Khoa với Uyên thì đào sẽ có được Khoa. Nhưng không, đào không những không có được Khoa mà càng bị Khoa căm ghét. Và đào biết được chỉ có minh oan cho Khoa thì Khoa mới được sống bình yên. Nhìn người mình yêu bị trà đạp, bị hắt hủi, đào không đành. Hơn nữa, dạo gần đây ông Tài bắt đầu cấm cường qua lại với đào thể hiện thái độ coi khinh đào, đào thì khác uyên, bị coi khinh thì cô không thể nín nhịn làm ngơ, vì con trai ông ta luôn tìm đến đào giải khuây khi cần. Đào bắt đầu thấy cần phải nắm thấp được bố con ông Tài thì mới có thể sống yên ổn và mới hà dạ với thái độ coi khinh của bố con ông ta dành cho cô. Trong mắt tất cả mọi người thì Đào là một cô gái hư. Thế nhưng nếu như Đào làm được những việc tốt, giúp Khoa có được những chứng cớ để vạch tội bố con ông Tài là những kẻ đã giáng họa xuống cho dân làng rồi lại đổ oan cho khoa sẽ khiến cho dân làng có cái nhìn khác hơn về đào và ông bá cũng dành tình yêu thương với con nhiều hơn quan tâm con hơn chứ không ghét bỏ đuổi con ra khỏi nhà nữa còn khoa kể từ khi biết quá nhiều về ông tài và luôn muốn mọi chuyện rõ ràng minh bạch khoa đã phải chịu biết bao nhiêu tổn thương phải chịu biết bao nhiêu oan ức và phải ấm ức chịu đựng sự ghẻ lạnh của dân làng nhưng chúng ta hy vọng rằng những điều mà ông thầy bói đầu trước đây đã phán với mẹ Khoa rằng Khoa chính là quý nhân phù trợ của dân làng, sẽ là người làm dạng danh quê hương. Trong những tập vừa qua chúng ta có thể thấy, Khoa đã có ý chí sống một cách lương thiện tuy nhiên vì quá nóng vội, bột chộp và không có kinh nghiệm nên tất cả những gì Khoa làm thì đều gây họa cho anh. Hy vọng rằng sau những thất bại thảm hại đó, Khoa dần nhận ra cần phải bình tĩnh, cần phải thu thập đủ chứng cớ không được bộp chộp nóng vội dục tốc thì bất thành dần dần khoa sẽ trưởng thành hơn và nhờ sự giúp sức của những người bạn trẻ cuối cùng khoa cũng có đủ sức mạnh để lật đổ ông tài kẻ đã ngự trị ở quê hương của khoa bao năm nay và gieo bao nhiêu tai họa cho dân làng điều mà khán giả mong muốn nhất là thấy khoa vạch mặt được ông tài và tất cả mọi người yêu quý khoa đào sẽ giúp khoa tìm được chứng cớ như thế nào chuyện tình cảm của khoa và uyên diễn biến ra sao Tất cả sẽ có ở những tập tiếp theo của bộ phim Cô gái nhà người ta. Phim tiếp tục được phát sóng lúc 21h30 các ngày thứ tư, thứ năm, thứ sáu hàng tuần trên kênh VTV3. Tin tức 24h TV xin trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và ủng hộ cho kênh trong suốt thời gian qua. Tin tức 24h TV sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất về những tình tiết tiếp theo của bộ phim để gửi tới quý vị và khán giả. Đừng quên like và đăng ký kênh để đón xem những video tiếp theo của chúng tôi nhé! Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy bấm đăng ký kênh Tin tức 24h TV để theo dõi mỗi ngày. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật và cung cấp những thông tin nổi bật nhất. Quý vị hãy nhớ đón xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.